Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình hướng dẫn các bạn tham gia chương trình góp nhận 1,5 ETH các bạn việc phân phối vào ngày 25 tháng 8 năm 2020 nha tất cả các bạn. Để tham gia 1,5 ETH bao nhiêu ta? Để mình qua mình trang web mình coi cái. Nhận 1 ETH chứ. Khoan các bạn, mình để mình coi 1 ETH về bao nhiêu tiền các bạn. Chuyển đổi bằng 8,7 nha tất cả các bạn. Rồi, để nhận dự án các bạn click phần link mô tả, mình đi đăng ký một cái tài khoản thôi nha. Các bạn chờ mình chút nha. Chương trình này sẽ phát cho tất cả các bạn nha các bạn. Đây thì các bạn, các bạn gì đăng ký các bạn, các bạn mở dưới chocolate của mình ra các bạn, chocolate MetaMask với một đuôi đừng lấy di sản các bạn. Rồi các bạn chờ một chút. Rồi các bạn mở dưới ETH ra, các bạn nhấp vào ETH, các bạn bấm nút vào nút sao chép. Rồi các bạn qua đăng ký một cái tài khoản nha các bạn. Con này thì mình không biết có chắc ăn không nha các bạn, nhưng mà thấy gì chương trình này góp dễ quá nên mình làm cho tất cả các bạn. Nếu kèo này chắc mình nghi ăn được thì ăn nha các bạn. Login đây dịch luôn. Các bạn chờ một chút nha các bạn. Nè, tặng nè, bà lộp. Blockmart đã được liên kết trên nền tảng chiến để mình check website có uy tín không các bạn, để các người hâm mộ chúng tôi trên toàn thế giới. Chúng tôi đang phát 30.000 ETH giữa cuộc thi này. Chúng tôi cần thêm thành viên cộng đồng. Chúng tôi công ty được trên thế giới là một nền tảng và rộng. Đây thì tổng số giveaway. Đây thì nó có 30.000, các bạn nên làm nhanh nha các bạn. May mắn thì các bạn được, còn không thì cũng các bạn cũng chẳng mất gì nha. Các bạn nhấp địa chỉ ETH các bạn vào nè. Rồi các bạn nhấp bắt đầu ngay bây giờ nè. Cái này của Dương Quốc Anh. Rồi đó các bạn, sau khi các bạn đăng ký các bạn nhận sẽ nhận được 1,5 ETH nè. Khoan các bạn. User get link. Các bạn gì việc lấy link ghép và chia sẻ cho bạn bè nha các bạn. Nhưng mà con này các bạn thôi các bạn ơi. Con này mình nghi, mình không thêm nghi chắc sẽ cam quá, không biết nha mà. Su dư đã khóa, hiện tại nó chưa mở chức năng góp tiền nữa các bạn. Đây mình check qua thông tin, su dư đã khóa, hiện tại là mới su dư sử dụng, lần nào nó về su dư này mình mới góp tiền được các bạn. Là ngày 25 tháng 8, còn 13 nha. 13 ngày nữa để mình vào trang. Để mình vào trang. Hiện tại có 3.250 người vô nhau. Có cái tin tức nữa. Ba phải ngàn ca tin tức mà không có thấy cái giống gì hết á, vô nữa. Rồi vậy video mình ở đây kết thúc nha các bạn. Các bạn chỉ đăng ký cái tài khoản bỏ đó đi. Nếu mà rút tiền được thì ăn có rút điện thì mình cũng chả mắc gì các bạn. Các bạn nhớ cho mình xin một like, đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nhé. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn nha.